Sáng 28 tháng 7 năm 2013, tại sân trước rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du, rất đông các em nhỏ thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự lễ hội Xì Trung với nhiều hoạt động vui nhộn bước ra từ những cuốn truyện tranh về thế giới của những người bé nhỏ màu xanh kỳ bí nhân dịp ra mắt phim hoạt hình Xì Trung phần 2. Tâm điểm của lễ hội là chiếc bánh kem khổng lồ trang trí hình tượng Xì Trung và ngôi làng cổ tích có kích thước lớn nhất Việt Nam. Chiếc bánh có đường kính hơn 3 mét, nặng 2 tấn, được làm từ 20.000 quả trứng gà, 250 kg bột mì, 500 kg đường, 100 lít dầu ăn, 300 lít sữa và 25 kg bơ. Chiếc bánh là công trình lao động suốt 72 giờ liên tục của hơn 200 người là học viên ưu tú, giáo viên của trường hướng nghiệp Á Âu với sự hướng dẫn của bếp trưởng điều hành dự án là giảng viên Phạm Duy Quang, chuyên gia dạy làm bánh Âu Á gia hàng đầu tại Việt Nam và Singapore. Chiếc bánh kem khổng lồ này cũng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là chiếc bánh bông lan kem Xì Trum lớn nhất Việt Nam. Ngay trong buổi ra mắt và xác lập kỷ lục Việt Nam, chiếc bánh khổng lồ trị giá hơn 250 triệu đồng cũng đã được cắt nhỏ, phân chia cho tất cả các em nhỏ, phụ huynh và khách xem phim thưởng thức tại chỗ.